Với lý do thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cục báo chí Việt Nam quyết định tước giấy phép hoạt động 2 tháng và phạt 50 triệu đồng đối với tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam. Sau khi tờ báo đăng bài biệt phủ lấn sông, đề cập tới tư dinh của gia đình thiếu tướng công an Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, cục báo chí còn yêu cầu tạp chí Luật sư Việt Nam cải chính nội dung, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành. Quyết định xử phạt do cục trưởng Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin Truyền thông ký ngày 11 tháng 10 nói, tạp chí Luật sư Việt Nam vi phạm nghị định về hoạt động báo chí theo truyền thông trong nước. Bài biệt phủ lấn sông đăng ngày 10 tháng 8 đưa tin ảnh và video về khu biệt phủ rộng hàng ngàn mét vuông được cho là của gia đình thiếu tướng Công an Đỗ Hữu Ca tại xã Cân Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và dẫn lời dân địa phương nói rằng công trình xây dựng hoành tráng này đã lấn sông vi phạm quy định về hành lang đề điều. Hai ngày sau, Thiếu tướng Ca phản bác trên báo Trí Thức Trẻ, nói rằng khu đất của gia đình ông đã được cấp sổ đỏ từ lâu và thông tin rằng biệt thự lấn sông là không đúng. Ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng, được phong hàm Thiếu tướng sau khi trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy vụ cưỡng chế gia đình nông dân Đoàn Văn Vương tại Tiên Lãng vào năm 2012.